Thưa quý vị, một trong những nỗi ám ảnh thường trực của không ít người dùng smartphone, tablet hay là PC đó là các quảng cáo. Do đó, đối với những ai không yêu thích việc có quá nhiều quảng cáo vây quanh mỗi khi chúng ta truy cập Internet, thì những ý ngay sau đây sẽ giúp quý vị loại bỏ bớt những vị khách không mời này. Thưa quý vị, công nghệ tiếp thị trực tuyến đang ngày càng hiện đại. Điều này giúp cho các nhà quảng cáo, doanh nghiệp và các sản phẩm dịch vụ được đến tay người tiêu dùng nhanh hơn và nhiều hơn. Tuy nhiên, mặt trái của chúng chính là không ít người truy cập Internet cảm thấy bị phiền toái vì có quá nhiều quảng cáo vây quanh mình. Do đó, chúng ta hãy loại bớt các quảng cáo nếu như chúng ta không thích. Có một điều thú vị nho nhỏ chính là công nghệ di động đã giúp tạo ra các quảng cáo mang tính cá nhân hóa. Tức là các nhà quảng cáo sẽ phân tích vị trí, sở thích và hành vi của từng người dùng Internet và đưa ra các quảng cáo riêng biệt dành cho chính họ mà thôi. Ví dụ như là tôi là người rất thích đi du lịch hay là xem tin tức về du lịch, xem vé máy bay thì tôi sẽ nhận được nhiều quảng cáo trong lĩnh vực này. Hay là quảng cáo dựa trên vị trí sẽ dựa vào thông tin định vị của thiết bị mà quý vị đang dùng để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ gần vị trí mà chúng ta đang có mặt. Nói chung là các nhà quảng cáo cá nhân hóa giúp các nhà quảng cáo chọn đúng đối tượng khách hàng hơn, nhưng dạng này cũng sẽ dễ dàng ngăn chặn nếu như quý vị không thích. Bởi các hệ điều hành như là iOS, Android hay là Windows đều đã có sẵn các tùy chọn không tiếp nhận dạng quảng cáo này. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua các cách thức để vô hiệu hóa chúng. Với các thiết bị chạy iOS như là iPhone hay là iPad, quý vị hãy vào phần cài đặt, sau đó chúng ta vào phần bảo mật và nhìn tùy chọn cuối cùng, hãy chọn mục quảng cáo. Nhấn vào đây, sau đó quý vị hãy bật dòng là giới hạn theo dõi quảng cáo hoặc chọn là đặt lại nhận dạng quảng cáo. Khi chọn mục này, một bảng thông báo sẽ hiện lên, ta chọn là đặt lại nhận dạng. Tiếp theo đó, để vô hiệu hóa các quảng cáo theo vị trí, hãy vào lại phần bảo mật trong cài đặt, chọn mục đầu tiên là dịch vụ định vị. Chúng ta kéo xuống dưới cùng, chọn dịch vụ hệ thống trong danh mục tùy chọn hiện ra. Quý vị hãy tắt tính năng iAd dựa trên vị trí. Với các thiết bị chạy Android thì cách thức vô hiệu hóa các quảng cáo cá nhân hóa cũng khá đơn giản. Chúng ta hãy vào mục là cài đặt Google, sau đó chọn mục quảng cáo. Tại đây, quý vị chỉ cần bật tính năng là chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích là xong. Còn đối với PC chạy Windows 10, quý vị hãy mở menu Start, chọn Setting, chọn Privacy. Trên bảng General, trong mục tùy chọn là Let apps use my advertising ID for experience across apps, turning this off will reset your ID. Quý vị hãy tắt nó đi. Để thiết lập lại ID, chỉ cần chúng ta vô hiệu hóa rồi kích hoạt lại. Tuy nhiên, cách thức này chỉ áp dụng cho các ứng dụng phổ quát trên Windows Store và vô hiệu với các chương trình truyền thống, chẳng hạn như là Skype trên desktop. Khi chúng ta bị quấy nhiễu bởi quảng cáo trên các trình duyệt web, thì chúng ta nên nhớ một nguyên lý rất căn bản của các quảng cáo cá nhân hóa là chúng hiển thị dựa vào thói quen duyệt web của chúng ta. Do đó, để hạn chế thì chúng ta cần xóa các cookies mỗi lần đóng trình duyệt. Mỗi trình duyệt có cách xóa cookie khác nhau nhưng khá dễ tìm. Ví dụ như là trên Chrome, quý vị có thể vào là menu, vào công cụ khác, vào xóa dữ liệu duyệt web để chọn xóa phần cookies. Còn bây giờ, quý vị thân mến, như thường lệ, mọi ý kiến đóng góp chúng ta hãy tiếp tục gửi về địa chỉ cursocongnghe.fbnc@gmail.com. Rất hy vọng sẽ nhận được nhiều góp ý của tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt.